Xin chào bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác một mẫu xe đạp địa hình Chopit Martinet, một dòng xe cực kỳ đẹp thương hiệu của Pháp, được sử dụng full một bộ group Shimano DOG trục rỗng, bánh 26 inch và cụm phanh dầu của Magura. Thì cái giá bán của chiếc xe bên em đang bán chỉ có là 7.900.000, thì một chiếc xe mang cái cấu hình nó rất là ngon với bộ đề DOG 10 lít 3 đĩa và cả bộ phanh dầu của Magura nữa, cực kỳ là tốt trong cái tầm giá 7.900.000 khung nhôm. Thiết kế khung rất là đẹp, thương hiệu Chopit, thương hiệu cực kỳ nổi tiếng của Pháp. Dây thì được chạy hết âm sườn này. Sử dụng công nghệ nhôm 6061, cái loại nhôm rất là bền, chỉ có cường độ cao và chống bào mòn rất tốt, sử dụng rất nhiều trên khung xe đạp nhôm. Do là đã qua quá trình sử dụng và là xe bãi nên là nó xuất hiện những cái vết xước, xước nhỏ, xước răm không thể tránh khỏi. Thiết kế cực kỳ đẹp, các bạn nhìn những cái đường bò và cung tròn cực kỳ là cơ bắp và rất là chắc chắn. Chạy full một bộ chuyển động Shimano DOG, dòng cũng rất là cao cấp của Shimano địa hình, 10 lít 3 đĩa. Mây zin theo xe, mây dây tích, vành bánh 26 inch. Trên vi đông thì được trang bị cũng là tay bấm xả của Shimano DOG luôn. Cụm phanh dầu rất là ngon, phanh dầu Magura. Có thêm cái khóa hành trình giảm sóc ở trên tay lái này. Xe này là Mayer bi vòng bạc đạn, sử dụng bi vòng. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Đó. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Size đo từ tâm trục đạp đến khóa yên 43-44 cm, khóa yên tới tâm cổ phút 56 cm. Thì xe phù hợp các bác đi từ khoảng 1m63-64 đến 73-74 thì phù hợp. Kim lật các bác nhìn tình hình. Chiếc xe đang bán bên em mức giá chỉ có là 7.900.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình, cộng với cả ấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn đang đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác những video lần sau.